Suốt một năm qua, các đợt xuống đường vào mỗi thứ bảy cuối tuần tại nhiều thành phố lớn trên toàn nước Pháp đã buộc chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron phải đưa ra các thay đổi lớn về chính sách thuế, về lương tối thiểu cũng như phụ cấp để tăng sức mua cho người lao động. Phong trào lan rộng ra nhiều nước châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Italia làm các chính quyền điều đứng. Tuy nhiên, sau một năm, phe áo vàng tại Pháp đã không đạt được những đòi hỏi lớn nhất như thực thi các cải cách về thể chế thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp hay việc đòi hỏi một số lãnh đạo chính trị từ chức giờ đây ngay cả sự tồn tại của phong trào này cũng đã đi vào hồi kết nỗ lực khơi lại động lực của phong trào đã thất bại những người áo vàng nay trở nên đơn độc vấn đề nằm ở chính trong cách thức mà phong trào này vận động bùng phát từ sự tức giận của dân chúng trước đói nghèo bất công xã hội và cảm giác bị bỏ rơi những người áo vàng ban đầu có tính chính danh để xuống đường nhưng khi họ bất chấp tất cả và sử dụng bạo lực để gây sức ép thì đó lại là một câu chuyện khác không có một mục đích tốt đẹp nào lại có thể được biện minh bằng các hành động đập phá cướp bóc hôi của và tấn công lực lượng an ninh nghiêm trọng hơn những làn sóng xuống đường ôn hòa sẽ rất nhanh chóng bị lợi dụng và thổi bùng thù hận nếu những người biểu tình không kiên định con đường đối thoại. Và cuối cùng, bất cứ đòi hỏi nào cũng là một hành động chính trị cần có sự thương lượng đàm phán trên các nguyên tắc cân bằng và phù hợp về quyền lực. Khi một phong trào diễn biến theo hướng tự phát và cực đoan hóa, nó đã tự chối bỏ tư cách chính trị của mình và chối bỏ luôn quyền lực của đối thoại. Một điều đáng nói ở đây, đó là cách nhìn thiên vị của chính quyền và báo chí phương Tây khi nghiêm trọng hóa các câu chuyện liên quan đến phe áo vàng, mà vụ xét xử một cặp vợ chồng áo vàng vì tội ăn cắp ba chiếc dĩa trong nhà hàng đắt tiền Le Fouquet hồi tháng 3 năm nay là minh chứng điển hình bất chấp sự phản kháng và lên án mạnh mẽ của các hội đoàn các luật sư coi phiên tòa như một tuyên ngôn về phân biệt giai cấp cặp vợ chồng này vẫn sẽ phải nhận án tù rõ ràng sau một năm với nhiều bạo lực bùng nổ trong các cuộc biểu tình thất bại lớn nhất của phe áo vàng là phải nhận cái nhìn phân biệt từ xã hội chính quyền và cả báo chí biểu tình bạo lực không bao giờ có thể là giải pháp tốt và cần phải lên án những hỗn loạn tiếp tục xảy ra ngày hôm qua trên đường phố Paris và nhiều thành phố lớn càng khiến rất ít người dân Pháp và châu Âu có thể cảm thông với những người áo vàng. Nhưng cũng chính những gì mới diễn ra ngay ngày hôm qua thôi là lời cảnh báo rằng phong trào áo vàng chưa dừng lại, thậm chí có nguy cơ diễn biến nghiêm trọng theo hướng cực đoan hơn khi chính phủ Pháp lo ngại có thể sẽ có sự kết nối giữa phong trào này với làn sóng biểu tình bùng nổ sau vụ một sinh viên pháp tự thiêu do áp lực tài chính một tuần trước